cắt bỏ sáu sơn sườn để có vòng eo con kiến. Cô gái người Thụy Điển Pixie Fox đã đạt được ước mơ có được hình thể đẹp như nhân vật hoạt hình mình ao ước sau khi quyết định cắt bỏ sáu sơn sườn để có vòng eo con kiến. Sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, Pixie đã từng là nhân viên ngành điện và là cô gái xinh đẹp với ngoại hình cân đối. Luôn ao ước có thân hình giống nhân vật Tinkerbell hay là Jessica Rabbit. Chính vì thế, cô đã quyết định chuyển đến Mỹ để thực hiện hóa ước mơ của mình và bắt đầu bước vào hành trình của hàng loạt các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi nâng vòng 1 lên cỡ đại, bơm mông, bơm má, tiêm môi, Pixie đã liều lĩnh thực hiện một cuộc phẫu thuật có 102 là cắt bỏ 6 chiếc sừng sườn dưới để có vòng eo siêu nhỏ, mặc dù đã được các bác sĩ tư vấn về những rủi ro đến tính mạng. Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, số đo vòng 2 của cô chỉ vọn vẹn 14 inch, tương đương với 35,6 cm. Để giữ được cơ thể như vậy, Pixie phải luôn tuân thủ chế độ tập luyện, kiêng khem chặt chẽ và phải mang corset suốt 24 tiếng một ngày để cố định các cơ quan nội tạng của mình. Cuộc phẫu thuật tiêu tốn của cô khoảng gần 9.000 USD và cô luôn tự hào với vòng eo siêu nhỏ này. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, cô gái nghiện phẫu thuật này còn tiến hành nhiều can thiệp khác vào cơ thể của mình như đập hàm, chỉnh lại toàn bộ cấu trúc xương mặt tại Hàn Quốc. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm bởi có rất nhiều dây thần kinh tập trung tại khu vực hàm và cô có khả năng phải đối mặt với hiện tượng liệt cơ. Already we've determined that these two sensory nerves that come out of your jaw and supply your entire lower jaw with sensation are out. In addition, và cô gái cũng lặn lội tới tận Ấn Độ để thay đổi màu mắt. Đây cũng là một can thiệp nguy hiểm mà các bác sĩ tại châu Âu hay châu Mỹ không thực hiện bởi có nguy cơ cao dẫn đến mù mắt. Cô thậm chí còn kế lông mi từ chính lông mu của mình. Trải qua hơn 200 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí ước tính hơn 120.000 USD, Pixie vẫn chưa muốn dừng lại. Tuy nhiên, các bác sĩ đã từ chối can thiệp vào cơ thể của cô bởi nó quá nguy hiểm. Với ngoại hình hiện tại, Pixie được nổi tiếng thế giới với biệt danh Living Cotton, hiểu nôm na là nhân vật hoạt hình có thật. Bạn có ấn tượng với ngoại hình của Pixie không? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận nhé.